Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì xin giới thiệu với các bạn một bộ đồ chơi Super Fire, như là lính cứu hỏa, siêu lính cứu hỏa, lắp ráp đàng hoàng luôn. Đây nè, thấy chưa? Rồi lính cứu hỏa, bộ đồ nè, nhà cửa, xe cứu hỏa, rồi xe thang nè, xe thang cứu hộ, cứu hỏa. Và đẹp lắm đấy nha, rất là bự. Bây giờ cô lại sẽ tháo ra và lắp ráp với nhau nha các bạn. Các bạn ơi, tèn tèn tèn, cô lại đang tháo ra nè. Mấy các bạn hướng dẫn không nữa, không hướng dẫn sao cô lại ráp. Wow, bự quá à. Đã chưa? Đẹp đó nha. Tiếp theo, đây là người lính của chúng ta. Người lính cứu hỏa, người lính cứu hộ. À, dính vô rồi. Hello, mình là lính cứu hỏa, chuyên đi giúp đỡ mọi người. Ở đâu có cháy nổ là mình sẽ tới đó và mình sẽ giúp tất cả mọi người thoát khỏi biển lửa. Yeah, mình là người lính cứu hỏa rất là dễ thương. Hôm nay xin giới thiệu các bạn, mình là một chiếc xe thang. Mình là xe thang chuyên gia cứu hộ, bất lên những dãy cao để có thể giúp cho mọi người đi lên đi xuống, mà có thể giúp anh lính cứu hỏa đem bình chữa cháy, dò nước lên xịt nước ở trên nóc nhà, trên tầng cao, những nhà tòa nhà cao tầng đó. Mình là xe thang, công dụng của mình là có cái thang phía sau nè. Đó, đã chưa? Bánh xe của mình rất thân thiện và dễ thương. Đây là gì đây? À, đây là một cái gì đó không biết, đây là một cái lắc cờ. Này là quýnh chú lắc cờ đúng không các bạn? Cô Lì cũng biết lắc cờ để làm gì luôn. Bây giờ cô Lì sẽ lấy tiếp, tháo ra. Oh, nhiều quá. Ôi, quá trời luôn. Lắc ráp lên nào. Đây là bạn hướng dẫn. Ôi, vậy là hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không biết trong đây có gì nữa không? Thấy còn một cái hộp nè. Trời ơi, cái hộp không thì ra nó động vô. Đây là những miếng dán, hình dán. Còn đây là tòa nhà. À, chúng ta có thể biến đấu được rất nhiều thứ. Mình sẽ tháo hết ra. Wow, bây giờ chúng ta đã có quá trời đồ rồi. Tèn 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 tèn. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp ráp thành ngôi nhà của lính cứu hỏa, lính cứu hộ. Mắt tay vào thôi. Wow, thùng rác nè. Đây là thùng rác. Thôi không có hướng dẫn gì hết, thôi mình lắp lại đi. Lính cứu hỏa, lính cứu hộ. Đây là ngôi nhà, đúng không các bạn? Mình sẽ xây lên trên luôn. Tiếp tục xây bên hông nữa. Đây là ngôi nhà của chú lính cứu hỏa cứu hộ. Bây giờ mình sẽ làm một nơi nữa. Mà nơi đó giống như lắp ráp tòa nhà cao tầng để lính cứu hỏa làm việc vậy đó. Thôi không tới rồi, mình sẽ cho vào trong. Tiếp theo người sẽ gắn cái này sang đây. Ủa, sao đây có fire nữa, bình chữa cháy. Bình chữa cháy thì xem bên đây đi. Để dưới. Cái này là cái gì? Cái vòi nước. Giống như chiếc xe quá vậy. Các bạn thì giống như chiếc xe quá ha. Đây là lính cứu hỏa, lắc cờ, chiếc xe, thùng rác. Thùng rác cho ở đây. Đám lửa bị cháy, thùng rác. Wow, cô này cũng biết cô này đang ráp cái gì luôn. Nhiều chi tiết quá, nhiều thứ quá. Để xem coi, đây còn có mình nè, những mẫu dán giấy dán được nè. Nhà của chú chó cứu hộ luôn. Để xem cô này sẽ dán ở đâu. Nó không có hướng dẫn cho mình.
Boom.